Ok, thế thì mình sẽ cập nhật được toàn bộ mọi người connection đó. Đấy, hôm nay mạng nó rất là kém, sao không hiểu vì sao. Ok, thì tôi đang nói đến vấn đề là đăng ký tại gfx.asia, và cái bảng cam kết đó nó nằm ở trong gfx.cap.capital đó. Và tất cả những cái yếu tố về giải trình giải thích thì là gfx.vn đúng không ạ? Còn cái bảng cam kết là nằm ở gfx.capital, từ đó chúng ta vận hành gfx.asia như là một trong những cái bảng thông báo lợi nhuận cũng như là nạp rút tiền cũng như là đầy đủ hiện trạng. Vậy thì có những người đưa ra các cái mô hình để chúng ta giao dịch một cách an toàn, và có những cái người mà cũng bị thất bại trong việc xử lý và quản lý quỹ. Vậy thì nó dựa trên những yếu tố nào để có thể giao dịch một cách an toàn và hiệu quả? Đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể xem xét được những cái cách đi lệnh của các cái vận hành quỹ. Vậy thì trong cái quỹ nó vận hành thì nó có các cái phương pháp mà để mà nói rằng là hiệu quả của nó ra sao, các vấn đề về hiệu quả của nó. Thứ nhất là chúng ta đợt này bắt đầu mới làm Zoom online về quỹ đúng không ạ? Thì cái này là cá nhân của David đưa ra hàng ngày giao dịch đúng không ạ? Thứ nhất đó là gì ạ? Điều hành và giao dịch cái quỹ này đúng không ạ? Đội giao dịch thì có account manager với các cái đội như VietTrader, Japan Trader và TPFX Asia Hà Nội Trader đúng không ạ? Một đồng chí để giao dịch cùng với lại đội của David để quản lý account manager. Có đồng chí Thuận đúng không ạ? Phát triển và phân tích khách hàng cũng như là đưa ra các giải pháp về hệ thống và tìm kiếm khách hàng. Phân bổ các cái team giao dịch trong gfx.asia có VietTrader, Japan Trader, TPFX Asia, Hà Nội Trader, Hồ Chí Minh Trader, London Trader, Azura. Đây là những cái mà chúng ta có thể biết được các cái đội giao dịch. Khi để vận hành chúng ta nhìn thấy được là cập nhật đăng ký ở gfx.asia để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để chúng ta theo dõi lợi nhuận và biên độ lợi nhuận cũng như cam kết của các nhóm với nhau, với lại các cá nhân khách hàng, để chúng ta có được cái sự an toàn trong cái việc giao dịch một cách điểm đạm của quỹ cũng như là chia sẻ lợi nhuận cho khách hàng, và cam kết không mất gốc. Đây là cái yếu tố quan trọng mà gfx.asia nó tồn tại. Nó khác với cái việc mà giao dịch và tự giao dịch, tự trade, nó khác hoàn toàn với cái việc. Tất nhiên là chúng ta sẽ ủng hộ những người mà giao dịch tốt, là chúng ta có thể tự trade, chúng ta kiểm soát được lợi nhuận của mình, chúng ta có thể kiểm soát được các cái hành vi trong cái mô hình lãi hay là cắt lỗ của mình. Do đó, những người có thường có kinh nghiệm thì người ta sẽ tự giao dịch. Thế thì những người chưa có kinh nghiệm thì thường chọn những cái giải pháp ủy thác, thì có rất nhiều các giải pháp ủy thác. Ủy thác nhiều vốn, lãi cao đúng không ạ, cũng có.
và ủy thác với cái mô hình vừa phải an toàn và có các cá nhân theo cái mô hình uy tín cá nhân để người ta xử lý vốn. Đó. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có các cái phương pháp để chúng ta nhìn thấy. Thứ nhất là cái phương pháp hedging system, một trong những cái giải pháp mua và bán cùng thời điểm và can thiệp bằng stop loss và TP cũng như là volume, tức là khối lượng giao dịch. Phương pháp thứ hai là price action, đúng không ạ? Là một trong những các cái phương pháp để dò giá, suy ra các vùng lừa và cây dẫn hướng của thị trường cũng như là điểm cản của thị trường để mà đưa ra những cái lệnh tốt nhất để có thể ăn được những số pip cao nhất. Thứ ba nó là phương pháp bottom and top, tức là phương pháp đáy và đỉnh, đó là vàng đạt đỉnh thì bán ra và người ta sẽ phân tích được các cái mô hình đỉnh và đáy để người ta mua vào. Ví dụ giá dầu người ta sẽ bắt đầu đua bottom, tức là bắt đầu thả lệnh từ cái việc mà giá dầu nó rơi về vùng 28 là bắt đầu người ta đua lệnh để người ta đạt được cái tỷ lệ đòn bẩy. Ví dụ tổng một cái lot là 1.000 thùng dầu và người ta đưa ra là các đòn bẩy 1/66 là cao nhất, 1/60 hoặc 1/100 hoặc 1/66 là cao nhất của cái việc sử dụng đòn bẩy, thì người ta phân bổ ra là 1/5 hay là 1/3 hay là 1/10 thôi. Do vậy người ta sử dụng cái nguồn vốn của quỹ khách hàng sao cho nó an toàn nhất, khiến cho giá dầu người ta tính toán được là về cái mốc 8 đô vẫn chưa cháy được. Đó. Ngoài ra người ta có thể tính ra được các vấn đề về giá vàng nữa, cho nên là cái việc là người ta đưa ra ba cái phương pháp đánh trong cái phương pháp quỹ, đó là hedging system là mua và bán, thì tôi có thể lấy những cái ví dụ về các cái phương pháp này lát nữa thì chúng ta có thể xem. Thứ hai nữa là dùng các phương pháp price action là một trong những phương pháp dò giá mà tôi hay trêu hay mọi người ấy, đúng không ạ? Hay lọ mọ dò giá, đúng không ạ? Cứ vào nhọ nhẹ đúng không ạ? Do đó là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách để mà làm. Hôm nay là cái nhóm của mình là trong cái nhóm của ông già đầu tư đấy nhá, nhóm là khác với lại các cái nhóm tư vấn đầu tư. Nhóm hôm nay là nhóm về quỹ, đúng không ạ? Đó chính là cái cách, đúng không ạ? Để chúng ta có thể tham gia. Thì các phương pháp giao dịch này sẽ giúp cho các nhà đầu tư, đúng không ạ? Tìm hiểu được nó rất nhiều các phương pháp dò giá, đúng không ạ? Dò giá và đưa ra các giải pháp. Phương pháp bottom and top, đúng không ạ? Đó chính là cái mà chúng ta có thể xem. Thì đa số là cái phương pháp quỹ là người ta chủ yếu đánh ở hai cái phương pháp này. Thì một số các bạn trẻ với những cái kinh nghiệm còn non, đúng không ạ? Thì người ta sử dụng các cái mô hình đánh để cày lót, đúng không ạ? Rất nguy hiểm. Nhưng có những người thì người ta không quan tâm đến cái số volume mà người ta quan tâm đến cái sự lãi để chia cho các khách hàng của chúng ta, và các khách hàng trong quỹ, trong nhóm đó được đảm bảo một cách an toàn nhất. Thì đấy là gọi là phương pháp giao dịch. Và chủ yếu dựa vào ba cái phương pháp. Một là hedging system và price action và bottom and top. Thế thì ngay lúc này có rất nhiều chiến lược về giá dầu và giá vàng, đúng không ạ? Giá vàng khi đạt đỉnh, người ta tính toán được các mô hình đỉnh, đúng không ạ? Người ta bán ra cũng giống như là Bitcoin tính toán các mô hình đỉnh để người ta bán ra. Thì người ta gọi là các cái mức cản của giá, hoặc là các cái đáy của vùng giá, ví dụ như euro hay bảng Anh thời gian vừa qua, đúng không ạ? Người ta không tính theo các mô hình khác mà người ta tính theo bottom and top. Thì euro cũng như là bảng Anh đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể dựa vào đó mà chúng ta phân tích để chúng ta có thể trả an toàn cho quỹ. Và đây cũng là một trong những phương pháp dò giá của Gold mà tôi hay đưa ra cho mọi người theo dõi và trên nhóm đó, đúng không ạ? Thì đây là cái mà chúng ta có thể yên tâm là các quỹ nó có thể chi trả được sao cho nó an toàn nhất. Dò lệnh và đi vốn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy các cái phương pháp dò lệnh, đúng không ạ? 0.1, 0.1, 0.1 ở những cái tài khoản hàng trăm ngàn, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Hoặc là 50 ngàn. Thì 0.1, 0.1 nhưng mà đùng một cái người ta có thể đi những cái lệnh là một lốt chẳng hạn như vậy. Thì đấy là những cái phương pháp dò giá để chúng ta có thể xem. Rồi rất nhiều các mô hình để có thể nạp rút một cách nhịp nhàng và nhuần nhuyễn, đúng không ạ? Các phương pháp để dò giá, để đưa ra các cái phương pháp là take profit với người ta gọi là price action, là các mô hình test giá, các cái mốc của cản hay là các cái mốc cao nhất hay là thấp nhất trong các mô hình giá.
Vậy thì quỹ không phải là không đánh được, mà quỹ là cái người vận hành nó ra sao mà thôi. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người, người ta nói vận hành một cái quỹ đúng không ạ, có thể bị bankrupt, bị phá sản, hoặc là bị những cái tác động do tâm lý giao dịch. Tuy nhiên là các cái nhóm với những kinh nghiệm của những cái người đầu trò, những cái người CEO tốt, lập tức là cái quỹ đấy cũng giao dịch rất là tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái mốc giá rất là tốt đúng không ạ, vàng đúng không ạ, và đưa ra các cái mô hình đúng không ạ, và đây các cái dò giá 0.75, 0.75, 0.75 đúng không ạ, 0.75, 0.75, nhưng mà đến khi họ test được giá rồi lập tức là người ta sẽ làm số lót rất là lớn đúng không ạ, rất lớn, số lót rất lớn đó. Đó người ta gọi là price action, cũng như là đưa ra rất nhiều các mô hình để có thể giao dịch, để có thể chi phí tốt cho các việc lợi nhuận để chi trả trong quỹ. Các mô hình dò giá đúng không ạ, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7 đúng không ạ, 7 lốt, 7 lốt với số volume rất là tốt, rất là lớn. Do vậy là người ta có thể dò được rất nhiều các cái phương pháp. Mà nhưng mà chủ yếu là ba cái phương pháp này để có thể vận hành một cái quỹ, đó là hedging system, là một trong những giải pháp mà David có nói ở trong gfx.vn, đó là mua và bán hai đầu, can thiệp bằng TP và SL khiến cho giá tốt nhất. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận. Chúng ta vẫn đang theo dõi đấy chưa ạ? Ok. Mọi người có thể chat và mọi người có thể thấy rằng là gì ạ? Nói chuyện và nghe được, ok. Có thể nghe đúng không ạ? Một là nghe được đúng không ạ? Còn không là không nghe được, để David biết nhé. Cái này là một cái quỹ nó vận hành thôi, và nếu ai mà thực sự tin tưởng, bởi vì cái thương hiệu cũng như là đưa ra rất nhiều cái đúng không ạ, là chúng ta có thể an tâm, và từ đó chúng ta nghiên cứu để cái cách để mà vận hành đúng không ạ, và gfx.com.vn cũng như là các thông tin đúng không ạ, Bloomberg rồi rất nhiều đúng không ạ, các cái tin tức Expedia, GoldShares, các vấn đề về commodity của Gold đúng không ạ, rất nhiều để chúng ta có thể xem đúng không ạ. Rồi chúng ta xem các cái bản cam kết trong LPOA, đó là gfx.capital, để chúng ta theo dõi cái bảng LPOA để là cái bảng cam kết ở trong đây đúng không ạ, là cái cam kết. Rồi chúng ta xem các bản cam kết này, cũng như là chúng ta có thể theo dõi vận hành ở Facebook David này. Cái quỹ này thì nó không phải không hướng đến cái vấn đề đánh đúng không ạ, còn cái phân tích kỹ thuật, và bây giờ tôi cũng nói luôn là các vấn đề về giao dịch đúng không ạ, có rất nhiều cái cách để chúng ta làm. Thì chúng ta nhìn ở GFX để chúng ta có thể chi trả được, thì chúng ta vào gfx.com.vn, chúng ta vào cái gfx.com.vn. Để chúng ta có thể đăng ký đúng không ạ, và chúng ta theo dõi để chúng ta nhìn thấy cái cách để chúng ta vận hành. Chú ý là có các bước để chúng ta xác nhận chứng minh thư, rồi chúng ta phải xác nhận các bản LPOA là cam kết, các bản xác nhận ký, rồi các bản mà chúng ta làm tất cả cái thủ tục đấy. Thì tôi quay trở lại cái vấn đề quỹ đó đúng không ạ, được vận hành, và cái thương hiệu cũng như là cái cách history để chúng ta có thể check được đó. Thì khi mà chúng ta biết được các cái mô hình, để chúng ta biết được quản lý, bạn này sẽ quản lý đội giao dịch account manager cùng với David, bạn này thì sẽ phát triển cùng với thị trường cũng như là đội trợ lý, các cái phân bổ team giao dịch đúng không ạ, Azura Japan Trader hay TPFX hay Hà Nội Trade và Hồ Chí Minh Trader đúng không ạ, tìm ra những cái người mà giao dịch tốt nhất, sau đó phân bổ quỹ và điều hành giao dịch đúng không ạ. Và các phương pháp chủ yếu mà nó thành công được ấy là dò giá trong price action, đi lệnh để sao phát hiện được vùng lừa và cây dẫn hướng của thị trường. Thì nó nôm na mà trước đây David hay đi đào tạo đấy, đó là price action và dò giá của vùng lừa và cây dẫn hướng, thì sẽ phát hiện được ra các cây nến dẫn đường nó chỉ đi theo một trong những cái
con đường của nó và giúp cho chúng ta gia tăng được volume cũng như tăng được cái lợi nhuận để có thể chi trả được cho khách hàng. Hedging system là một trong những giải pháp mà chúng ta hết cả hai đầu, vừa mua vừa bán, thì lát nữa chúng ta sẽ vào. Và bottom and top chúng ta đã nói rồi, đúng không ạ? Đó. Thế thì đây là những cái history, đúng không ạ? Dò giá, đúng không ạ? 0.1, 0.1, 0.1, nhưng đùng một cái, đúng không ạ? Chúng ta phát hiện được cái vùng đó, chúng ta có thể quất rất là to và nạp rút cũng như là linh hoạt để cho quỹ có thể vận hành. Sự dò giá đưa ra rất nhiều các tín hiệu để chúng ta có thể biết được mua bán, thậm chí là đánh tất cả các thể loại như Bitcoin, Euro hay là bảng Anh hay CHF đồng Thụy Sĩ hay là vàng. Đó, rất nhiều. Người ta có thể dò giá với một cái số lượng rất là lớn và với ăn một cái tốc độ rất là khủng khiếp, đúng không? Đại thần sầu 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, nhưng đùng một cái là 3.75, đúng không ạ? Và một lốt, hai lốt, đúng không ạ? Một lốt, đúng không ạ? Rất nhiều. Đấy là những cái mà chúng ta có thể hiểu được. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Giao dịch rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Dò, đúng không ạ? Dò, 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 dò. Vậy thì đưa ra rất nhiều các mức lợi nhuận cam kết, và hiện tại thì COVID có đưa ra các cái mô hình gói số 1 chuẩn phần trăm, gói số 2, đúng không ạ? 0-15% đây. Tại sao lại là 0-15%? Bởi vì no loss, tức là gốc không mất tiền, đúng không ạ? Nhưng mà 0% nếu trong trường hợp giao dịch mà kém, đúng không ạ? Chia cho ông chủ ít thì ông chủ bảo thôi hôm tháng này không được phần trăm nào, ví dụ thế. Thế nhưng người ta sẽ cân đối để làm sao khách hàng và giới chủ của quỹ người ta sẽ có được cái tính toán tốt nhất. Đấy là cái để vấn đề chi phí. Và các gói bảo hiểm 37, 82 rất nhiều mà chúng ta sẽ biết. Rồi rất nhiều các khách hàng, đúng không ạ, đưa ra các giải pháp để giao dịch tốt nhất, đúng không ạ? Tiếp nữa là chúng ta có thể nhìn thấy các cái mô hình dò giá trong price action cũng như là các cái mô hình để quỹ có thể chi trả được, đúng không ạ? Đấy. Và cái số tiền nạp rút nó rất là minh bạch, nó rất là thông minh. Tiếp nữa là các cái cách để chúng ta nhìn thấy nó đi lệnh, đúng không ạ? Rất là an toàn, đúng không ạ? Ví dụ như là 1.6 lốt, đúng không ạ? 0.1, 0.01, đúng không ạ? Mặc dù tài khoản 100.000, 200.000 nhưng mà nó có dò lệnh, đúng không ạ? Nó dò, nó test một phát thôi là cũng có thể đạt được các cái mốc là rất là tốt để mà chúng ta nhìn thấy. Thế thì nó chủ yếu vận hành bởi ba cái phương pháp mà trong gfx.vn, đúng không ạ, đã đưa ra cho mọi người cái giải thích của nó. Đó là các cái mô hình, đó là hedging system, mua và bán. Thế nhiều người nói rằng là mua và bán được thì là sao lại mua và bán để giằng co nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta mới biết được là cái cách để chúng ta tìm hiểu. Thứ hai, price action, đúng không ạ? Trên mạng rất nhiều nhá. Bottom and top, đúng không ạ? Có ba phương pháp này thôi, đúng không ạ? Đấy là phân tích giá dầu và sử dụng đòn bẩy, cũng như là đưa ra rất là nhiều các giải pháp, đúng không ạ? Lập tức là chúng ta sẽ thấy được cái cách để mà chúng ta nhìn nhận được các cái phương pháp. Đó, sự dò giá, đúng không ạ? Sau khi dò đấy, đúng không ạ? 0.01, đúng không ạ? Tài khoản, đúng không ạ? Nhưng mà đùng một cái lên một lót, đúng không ạ? 0.01, 2.5 lót luôn. Hai lót, ba lót, đúng không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ? Và nó dò giá. Đây là những cái bảng mà chúng ta có thể nhìn thấy được các cái tỷ lệ, đúng không ạ? Với cái mức lợi nhuận rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Đây là cái thì hoàn toàn có thể cover được, đúng không ạ? Rất nhiều. Đó. Tiếp nữa là chúng ta có thể nhìn thấy cái sự nạp rút 49.000, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều các cái chúng ta có thể lướt qua xem, 39.000 rút, đúng không ạ? Đó là những cái cách mà chúng ta vận hành. Thế thì tại sao chúng ta có thể vận hành được một cái tỷ lệ tốt như vậy? Đó chính là cái cách mà chúng ta sử dụng và đi vào các cái phương pháp giao dịch một cách an toàn nhất. Đó, 49.000. Đó. Đây là một trong những cái giải pháp mà chúng ta biết được là giao dịch không thua lỗ, tức là no loss system. Vậy có người sẽ đặt ra câu hỏi là biết sao không tự giao dịch, cần phải làm sao mà phải đưa ra cái quỹ này làm gì? Thế thì để gia tăng lợi nhuận chúng ta sẽ cần các thành viên, và tất nhiên là cũng không đến nhiều quá nếu trong trường hợp mà zoom kín, đúng không ạ? Các cái nhóm mà này người ta đã nhận đủ tài khoản rồi, đúng không ạ? Thì cái phần trăm của các cái thành viên trader là được đảm bảo bằng lợi nhuận của khách hàng. Nếu mà họ không có lợi nhuận, chắc chắn là gì ạ? Các nhóm này cũng không có lợi nhuận. Do vậy, càng giao dịch tốt thì để phân bổ cho các cái đội đánh Việt Trader, Japan Trader
TPFX, Hà Nội Trader, Hồ Chí Minh Trader và London Trader và Azura, thì chắc chắn là gì ạ? Mỗi một người có khoảng 3 cái tài khoản là người ta sẽ vận hành tốt, chứ không phải là gì ạ? Tự cắm sổ đỏ hay là lấy tiền ngân hàng để về đánh, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được là dựa trên các việc phân bổ của các cái tài khoản của khách hàng, do vậy GFX được vận hành một cách trơn tru. Thứ hai nữa, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều các cái khách hàng, đúng không ạ? Nạp rút đây, đúng không ạ? Các cái bảng nạp rút đây, đúng không ạ? Rất nhiều bảng nạp rút, đúng không ạ? Các statement, đúng không ạ? Rất nhiều đây, đúng không ạ? Và các cách để chúng ta vận hành đủ để an toàn để có thể chi trả được các cái. Thế nhưng mà chủ yếu là nó phân bổ quỹ để làm sao để ra được các cái phương pháp để giao dịch tốt nhất, phương pháp để giao dịch tốt nhất, đúng không ạ? Đó. Các cái cách để quản lý, đúng không ạ? Các cái cách để quản lý tốt nhất với các cái vấn đề đi lệnh, đúng không ạ? Vấn đề là đi lệnh. Thứ hai nữa là các cái cách để mà test được giá với price action hay là một số các cái mô hình bottom, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mô hình bottom. Tiếp nữa là các cái mô hình dò giá, các mô hình về dò giá khiến cho gì ạ? Các khách hàng có thể an tâm. Bởi vì sao ạ? Vì có thể hedging, có thể đưa ra các giải pháp buy và sell. Đây là hedging đây. Buy sell, đúng không ạ? Buy sell, buy sell, đúng không ạ? Cứ buy sell, đúng không ạ? Đưa ra buy sell. Thì hầu hết là chủ yếu là người ta đưa ra các giải pháp ở trong phương pháp này, đó là hedging system và price action, bottom and top. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được các cái quy trình này rồi thì lập tức là gì ạ? Chúng ta có thể đăng ký ở gfx.com.vn, gfx.com.vn để chúng ta có thể đăng ký tham gia, đăng ký vào đây, đúng không ạ? Đăng ký và đăng nhập. gfx.vn là cái phiên dịch của cái phương pháp, các phương pháp này, đúng không ạ? Rồi các cái tin tức testing, đúng không ạ? SPDA nói về Go, đúng không ạ? Rất nhiều các cái tin tức, đúng không ạ? Để chúng ta có thể theo dõi, để chúng ta có thể hiểu được các quy trình. Và chúng ta cũng qua đây, chúng ta cũng xem xét cái thương hiệu tại trên Facebook cùng với David. Để gì ạ? Để chúng ta có thể biết được là cách vận hành rất là với thời gian rất là lâu, cũng như là vận hành nó đang ở các cái trạng thái an toàn, để chúng ta có thể ok về vấn đề nguồn vốn. Tất nhiên cái nguồn vốn này khi mà gì ạ, full room, tôi nói là full room tức là gì ạ, là các đội nó đã nhận xong, đúng không ạ, về price action hay là bottom and bottom của dầu hay là hedging system, đúng không ạ, full room đủ thì chắc chắn là gì ạ, sẽ chuyển các gói cho các cái đội họ quản lý ít hơn, và chắc chắn là sẽ có giới hạn trong cái việc nhận quỹ chứ không phải là nhiều. Vậy vậy. Cái việc mà chúng ta có cái cách để chúng ta tham gia thì chúng ta đừng ngần ngại. Thế thì hiểu được cái mô hình này lập tức là gì ạ? Đó, bố học chưa xong rồi này. Để mà chúng ta... Để tắt cái mic. Không lại có. Ok. Thế thì để chúng ta biết được là gì ạ? Vận hành của GFX nó thông qua cái gì, đúng không ạ? Thông qua rất nhiều các cái mô hình, các cái vấn đề về giao dịch, các vấn đề về giá, đúng không ạ? Chúng ta có thể theo dõi các cái thương hiệu cũng như là trong đầu tư gì, trong VM, đúng không ạ? Và đầu tư gì. Để chúng ta theo dõi. Đợt này thì David chủ yếu là PR cho các hệ thống quỹ cũng như là các chương trình về đầu tư gì, vốn ít, vốn nhiều, vốn nhỡ, vốn vừa vừa, đấy, rất nhiều các cái mô hình đấy. Thì chúng ta có thể tham khảo một trong những cái quỹ để chúng ta giao dịch với một cái tỷ lệ lãi suất an toàn. Chắc chắn là phải có lợi rồi. An toàn, có lợi và không bị mất gốc. Đấy là cái yếu tố quan trọng. Thế thì các cái bài trong quỹ thì chúng ta có thể đăng ký ở trong gfx.com.vn hay là gfx.asia để chúng ta có thể đăng ký, hoặc là chat Facebook hoặc Zalo cùng với David. Thế thì các cái giải thích, đúng không ạ, phân bổ no loss system hay là đưa ra rất nhiều các cái giải pháp
thì nó nằm ở trong các cái file để giới thiệu cho khách hàng, giới thiệu cho các cái quý nhà đầu tư để người ta biết được là tại sao đưa ra các phương pháp gì để đánh có thể tốt nhất và an toàn nhất. Nếu trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy rồi là cái phương pháp mà chúng ta giao dịch nó là phương pháp hedging system nó quá an toàn rồi, một đầu buy và một đầu sell rồi, đúng không ạ, rất là an toàn, vừa không sợ cháy tài khoản. Phương pháp thứ hai là price action, là sự dò giá, đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể gia tăng khối lượng và có thể gì ạ, một lệnh chúng ta cũng có thể chi trả lãi suất cho vòng một tháng đối với toàn bộ các tài khoản. Thứ ba nữa là bottom and đáy, là bottom đáy và đỉnh, đúng không ạ, sự phân tích mức cản, các vùng hỗ trợ tạm thời và vững chắc, đúng không ạ, của đáy và đỉnh đối với mức cản, thì từ đó chúng ta mới có cách để chúng ta vận hành với quỹ này. Thì đây là một số các cái thông tin để nói về các mô hình quỹ của GFX, thì mọi người có thể chat thêm và hy vọng rằng sẽ có cái cách để mà mọi người hiểu về GFX nhiều hơn. Hiện tại thì David đã có rất nhiều các bài trên internet, mà nếu mà muốn đào tạo và muốn học về các phương pháp này thì đợt này rất là bận, cho nên là chưa có cái mô hình đào tạo mới. Tất cả mọi cái đào tạo vẫn là online mà thôi. Thế thì hy vọng rằng cái GFX này sẽ giúp cho một số thành viên có thể gì an toàn hơn trong vấn đề quản trị vốn của mình. Và xin được cảm ơn mọi người. Mọi người có các cái câu hỏi hay là các cái thông tin gì thì cũng có thể chat và cùng với David. Mọi người có thể mở mic ra để có thể chia sẻ và giao lưu nha. Và đừng ngần ngại gì cả. Bây giờ David sẽ stop cái video, đúng không ạ? Stop recording.